Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, Đình Duy đã quay trở lại trong buổi tối ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một câu chuyện phóng tác của tác giả Lê Hoàng Hoa có tựa đề Kẻ Giết Thuê. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe chuyện. Nghĩa hất tấm ráp mà cách đây mấy tiếng đồng hồ trông thật mát mẻ, mời mọc. Người Nghĩa ướt đẫm mồ hôi. Ánh trăng thượng tuần xuyên qua cửa sổ rọi ngay vào mặt Nghĩa, làm Nghĩa khó chịu. Nghĩa lầm bầm mấy tiếng trời thề, lan mình qua một bên, úp mặt xuống gối. Nghĩa nhận thấy càng ngày mình càng mập phì ra. Thế mà Nghĩa lại thường chỉ trích vợ về vụ lên cân. Úp mặt xuống trước gối vẫn không làm Nghĩa bớt khó chịu. Nghĩa không hiểu cái gì đã đánh thức mình dậy. Tại nhiệt độ trong phòng trăng, hay tại ánh trăng rọi vào mặt? Không, nhất định là không phải. Nghĩa vùng ngồi dậy định châm một điếu thuốc lá để hút, thì bỗng dưng Nghĩa nghe có tiếng động ở nhà dưới. À, thì ra những tiếng động ở nhà dưới đã đánh thức Nghĩa dậy. Nghĩa lắng tai nghe. Chắc là Thúy. Nghĩa nghĩ thầm. Đúng rồi, vợ Nghĩa có thói quen ăn khuya. Có lẽ nàng đang mở tủ lạnh tìm những món đồ nguội. Những tiếng động rất nhẹ nhàng và khẽ. Có lẽ Thúy sợ Nghĩa biết nàng dậy tìm đồ ăn đêm. Nghĩa bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép nhật, tiến về phía trước cửa ngăn đôi phòng ngủ của hai người. Nghĩa không nhớ mình và vợ đã ngủ riêng từ bao giờ và tại sao. Nhưng khi mở hé cửa và nhìn thấy tấm thân bồ tượng của Thúy nằm trên giường, Nghĩa cảm thấy sung sướng là hai người đã ngủ riêng. Một tiếng động nhẹ lại nổi lên, nhưng nếu Thúy đang ngủ say thì làm sao lại có tiếng động kia? Nghĩa quàng vội chiếc áo ngủ và mình nhẹ bước về phía cầu thang. Nghĩa dừng lại một thoáng lắng nghe. Những tiếng động lại kế tiếp nổi lên. Nghĩa nhẹ lần bước xuống các bậc thang. Mãi đến lúc Nghĩa xuống nửa cầu thang, sự sợ hãi mới bắt đầu xâm chiếm Nghĩa. Nghĩa nhớ đến cuộc đàm thoại hồi sáng. Về một tên trộm thì phải, ai đã nhắc đến tên trộm nhiều nhất? Khánh, đúng rồi. Chính Khánh đã đề nghị là nên mua những bộ khóa cửa mới, chắc hơn. Nghĩa cố nhớ những gì Khánh và các bạn đã nói về tên trộm. Nhưng hình như những câu đối thoại đã trốn khỏi trí nhớ của Nghĩa. Có kẻ trộm vào nhà Nghĩa chăng? Nghĩa dùng rằng không biết có nên đi xuống hay quay trở lên. Kẻ trộm đôi khi mang theo súng, không thể quay lưng lại được. Nghĩa nhủ thầm. Mồ hôi trên trán và cổ Nghĩa bắt đầu chảy xuống thành giọt. Bỗng dưng tất cả trở nên im lặng. Nghĩa đoán thầm. Có lẽ những tiếng động gây nên bởi hiện tượng thiên nhiên. Căn nhà cần phải sửa chữa lại. Hình như Nghĩa đã nghe ai nói một lần về việc này rồi thì phải. Nhưng căn nhà này chỉ mới làm cách đây 10 năm. Phải bao nhiêu năm mới cần sửa chữa lại một căn nhà? Những tiếng động đã ngừng hẳn. Nghĩa xuống hết nấc thang cuối cùng và dừng lại ở cửa phòng tiếp khách. Ánh trăng rọi xuyên qua cửa kính đã quét lên các đồ đạc trong phòng một lớp sơn bạc mỏng manh, óng ánh. Lấy hết can đảm, Nghĩa tiến vào bên trong. Có ai trong đấy không? Có một vật gì cử động. Nghĩa giật mình, bước lùi lại. Ai đấy? Bỗng dưng một luồng ánh sáng đập vào mắt Nghĩa. Đường Nghiệt. Một tiếng nói phát ra từ sau luồng ánh sáng. Nếu nhúc nhích một tí tôi bắn ngay. Nghe giọng nói, Nghĩa biết ngay là kẻ lạ mặt không nói đùa. Nghĩa đứng khựng người lại như một con thỏ đứng trước một chiếc đèn pha. Những giọt mồ hôi trên mặt Nghĩa phản chiếu ánh sáng long lanh như những vì sao. Hai tay Nghĩa tự động đưa thẳng lên. Nghĩa đoán chắc kẻ lạ mặt đang chĩa súng về phía mình. Bước vào trong này. Tiếng nói ra lệnh. Nghĩa tiến vào trong như một người máy. Nghĩa cố để nói lên một cái gì, nhưng lưỡi Nghĩa khô và cứng lại. Mời ông bạn ngồi. Ông bảo sao? Tôi mời ông bạn ngồi xuống. Luồng ánh sáng đưa Nghĩa đến một chiếc ghế bành. Nghĩa ngồi xuống trên mép ghế và nói như van lơn. Cứ lấy hết những gì ông muốn đi, rồi ra khỏi đây ngay. Thật tình, tôi không muốn gặp ai trong nhà này cả. Nhưng bây giờ có ông ở đây, thì thật là may quá. Ông có thể cho tôi biết đồ nữ trang để ở đâu không?
trong tủ sắt. Nghĩa nói một cách tuyệt vọng, cứ lấy hết đi, thật mà tôi không cần đâu. Tôi định nói là những đồ ấy có đóng bảo hiểm. Ông không nói đùa chứ? Nếu vậy thì tốt quá. À, tại sao chúng ta lại không bật đèn lên rồi nói chuyện với nhau? Nói chuyện với nhau? Đúng thế. Không biết làm cách nào hơn, Nghĩa đành nói. Nếu ông muốn. Luồng ánh sáng trên mặt Nghĩa vụt tắt đi. Nghĩa nghe tiếng công tắc đèn bật lên và Nghĩa thấy rõ mặt kẻ trộm. Hắn có khổ người không lấy gì làm cao lớn cho lắm, nhưng nhìn nét mặt hắn, ta có thể đoán biết ngay, hắn dám làm bất cứ một việc gì. Hắn mặc một chiếc quần jean đã phai màu và một chiếc áo dạ nỉ đã sờn cổ. Đấy, bây giờ chúng ta có thể đàng hoàng nói chuyện với nhau. Kẻ làm mặt nói bằng một giọng có vẻ đùa cợt. Hắn đặt cây đèn pin và khẩu súng lục xuống mặt bàn. Nhìn miệng súng đen ngòm, Nghĩa rùng mình. Tự nhiên Nghĩa cảm thấy một luồng gió lạnh chạy qua khắp cơ thể. Ông muốn gì? Nghĩa hỏi. Kẻ lạ mặt chặt lưỡi. Ông hỏi lạ quá. Theo ông nghĩ thì một người như tôi đến đây để làm gì? Hắn ngưng lại một thoáng, mỉm cười, nói tiếp. Tôi muốn làm một cú áp phe thật chắc chắn và ngon lành. Có thể là một cú áp phe cho cả chính ông nữa. Cho tôi. Phải, công việc chỉ có thế này. Ông giúp tôi thu gọn tất cả những gì quý giá trong nhà này rồi hãng bảo hiểm sẽ bồi thường cho ông. Người ta thường làm vậy. Nói thật đấy, tháng trước tôi đã làm một cú như vậy ở nhà một gã buôn đồ cổ. Về sau hắn ta được hãng bảo hiểm bồi thường gấp 3 lần số tiền mà hắn bỏ ra mua những đồ tôi đã xí được. Sở dĩ tôi nói cho ông bạn biết chuyện này là vì tôi mến ông bạn lắm. Ông cứ tin đi, đây là một áp phe rất ngon lành. Ông muốn nói gì cũng được. Nghĩa nói, tôi chỉ mong ông lấy đồ rồi ra khỏi nhà này ngay. Ông bạn không hiểu tôi rồi. Tôi cố tình giúp ông bạn làm một cú áp phe kia mà. Nếu nghe lời tôi, ông bạn có thể kiếm số tiền lời rất khá trong vụ này. Hơn nữa, tôi van ông. Nghĩa cắt ngang. Kẻ lạ mặt nhíu mày lại. Này ông bạn, tôi chỉ muốn giúp ông. Chúng ta có thể làm áp phe với nhau. Tôi không muốn làm áp phe gì hết. Ông không muốn nhưng mà tôi muốn. Tôi tưởng ông là một người thông minh chứ. Hắn ngừng lại, chìa tay trước mặt Nghĩa, nói tiếp. Tôi không muốn ra khỏi nhà này với một đống đồ vô giá trị. Nếu ông giúp tôi, thì tôi sẽ giúp lại ông. Ông nghĩ sao? Sự sợ hãi bắt đầu rời khỏi Nghĩa. Những lời tranh luận của kẻ làm mặt không khác gì những cuộc tranh luận thường xảy ra trong công việc làm ăn của Nghĩa. Nếu ông giúp tôi sẽ giúp ông lại. Nghe tên này nói có vẻ được lắm. Nghĩa đằng hắng lấy giọng. Chúng ta có thể bàn công việc được. À... Nhưng chắc ông sẽ không đồng ý với tôi. Ông bạn cứ việc nói, chúng ta sẽ liệu sau. Ông đã nói đúng về đống đồ vô giá trị. Chúng tôi không có gì quý giá trong nhà này cả. Tiền mặt chỉ để đủ chi dùng hàng ngày. Đồ nữ trang tôi nói, thật ra gửi ở nhà băng. Ở nhà chỉ là có đồ giả thôi. Nghĩa ngừng lại một thoáng, gãi đầu rồi nói tiếp. Tất cả số tiền tôi có, tôi đều gửi nhà băng. Tôi có thể ký trong một tấm ngân phiếu. Không có tôi. Kẻ làm mặt nhắm mắt nhìn Nghĩa như soi mói. Ông tưởng tôi có thể dại dột đến nỗi ra khỏi nhà này với một tấm ngân phiếu không tiền bảo chứng. Khoan, Nghĩa trần lại, ông chưa hiểu tôi định nói gì. Nếu ông giúp tôi một việc này, tôi sẽ ký cho một tấm ngân phiếu bảo đảm. À, ông bạn nói nghe được quá, ông định nhờ tôi việc gì vậy? Nghĩa ngả người ra sau thành ghế và ước phải chi Nghĩa có một điếu xì gà để hút vào lúc này thì tuyệt. Có lẽ ông sẽ không thích việc này. Nó đòi hỏi nhiều việc khác hơn là trộm cắp. Tôi thường nghĩ là có ngày tôi sẽ mướn một tay chuyên nghiệp. Thì tôi là một tay chuyên nghiệp mà lại. Tôi đã biết trèo tường quét vách từ hồi 16 tuổi. Tôi đã bị bắt tất cả là 4 lần và đã ở khám trí hòa 1 năm. Tôi không định nói đến trộm cắp chuyên nghiệp. Tôi định nói đến một kẻ có tầm hoạt động rộng hơn. Tôi đã từng làm đủ việc. Tôi có thể mở tất cả các loại tủ sắt, tất cả các loại khóa cửa. Nếu ông không tin, ông có thể hỏi những tên anh chị. Ông không hiểu ý tôi. Nghĩa chắp hai tay lại, đặt dưới cằm. Tôi đã nghĩ đến một kẻ mang súng và biết cách sử dụng nó. Một thoáng im lặng, kẻ lạ mặt nhíu mày lại suy nghĩ. Cuối cùng hắn nói. Ồ, tôi hiểu rồi. Ông bạn muốn tôi cho một kẻ nào đó về bên kia thế giới chứ gì? Tôi không thích. Bỗng nhiên hắn ngừng lại nhìn đăm đăm vào mặt Nghĩa. Ông có vợ? Đúng như vậy. Kẻ lạ mặt nói một cách nghi ngờ. Tôi cũng từng hạ một, hai thằng trong đời tôi, nhưng chưa bao giờ hạ một người đàn bà cả, vì đấy không phải là sở trường của tôi. Ông thấy chưa?
Tôi đã bảo là ông sẽ không thích điều kiện của tôi mà. Tôi có nói là tôi không thích đâu. Tôi đang đợi xem ông đề nghị như thế nào. Công việc này không nên hấp tấp, phải tính thật kỹ. Lẽ tất nhiên là như vậy. Nghĩa đồng ý. Trước hết hãy cho tôi biết là ông đã vào nhà này bằng lối nào. Bằng lối cửa sổ. Cửa sổ mở chứ? Không. Nhưng tôi đã mở lấy, cắt một khoảng trên cửa gương, rồi luồn tay vào bên trong. Ông không nghe thấy gì sao? Không, tôi không nghe thấy gì về vụ ấy cả. Kẻ đã mặt cười có vẻ hãnh diện. Tôi cũng biết là ông không nghe thấy gì. Nếu vậy thì lúc cảnh sát điều tra, họ sẽ nghĩ vụ này đã do một kẻ chuyên nghiệp nhúng tay vào. Tôi cũng mong như vậy. Tốt, tôi không muốn họ có ý nghĩ khác. Vợ tôi ngủ trên kia, phòng thứ nhất bên trái. Nàng ngủ say lắm. Ông có thể lèn vào phòng nàng một cách dễ dàng và có thể dí ngay súng vào. Kẻ làm mặt lắc đầu cắt ngang. Không được, dùng súng nguy hiểm lắm, vì tiếng nổ sẽ đưa cảnh sát đến đây ngay. Nếu vậy thì dùng cách khác. Ông có thể bóp cổ nàng, hoặc dùng chiếc gối bông làm cho nàng nghẹt thở. Ông nghĩ sao? Theo tôi thì dùng chiếc gối bông như ông nói là giải pháp hay nhất. Như vậy sẽ không ai nghe tiếng nàng hét hay cầu cứu. Tốt lắm. Xong ông có thể trói tôi lại, hoặc đánh vào người tôi vài cái. Lẽ tất nhiên là đánh nhẹ. Cuối cùng ông có thể lấy một vài vật gì trong nhà này, tôi không ngại đâu. Kẻ lạ mặt chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng có vẻ suy nghĩ. Không biết là tôi có nên làm không? Vì sau vụ này có lẽ tôi sẽ không còn làm ăn được gì ở vùng này. Ông hiểu ý tôi chứ? Vùng này khá giả lắm. Một tấm ngân phiếu có thể giúp ông nghỉ một thời gian. Sau đó ông có thể hoạt động lại ở miền Tây chẳng hạn. Miền Tây nguy hiểm lắm. Kẻ lạ mặt lắc đầu. Không biết có nên làm vụ này không? Ông thử cho tôi biết giá của ông xem. 10.000 đồng được không? Ông đùa đấy à? Một vụ như thế này mà có 10.000 đồng thôi sao? Sau vụ này ông được lợi bao nhiêu? Vợ ông có của chứ? Không một đồng xu. Nghĩa bĩu môi. Tôi lấy nàng vì hồi trước nàng đẹp. Nhưng mà 10.000 thì không thể được. Tôi có thể làm nhiều hơn thế trong một tháng mà khỏi phải nhúng tay vào tội ác. Thôi được. 20.000 vậy. Ông nên nhớ vụ này tôi đã tính sẵn cả cho ông. Công việc ông làm không có gì khó cả. 50.000 nghe hợp lý hơn. 50.000? Nghĩa nuốt nước bọt. Tiền ở đâu đào ra mà lắm thế? Điều đó tôi không cần biết. Chỉ biết rằng tôi cần phải sống, gia đình sinh hoạt mỗi ngày mỗi lên. Tôi lại còn phải đóng bao nhiêu thứ thuế nữa. Ông mà cũng đóng thuế. Lẽ tất nhiên, nếu không thì tôi đã bị theo dõi từ lâu rồi. 30.000, đây là tiếng cuối cùng. Kẻ làm mặt lầm nhầm những gì không rõ, cuối cùng hắn nói. Để xem, tôi có thể lấy thêm ít đồ giá trị vài 3.000, tất cả có thể là 35.000. Hắn nhìn thẳng vào mặt Nghĩa. Ông chắc chắn ngân phiếu của ông có tiền bảo chứng chứ? Tôi sẽ ký trong một tấm ngân phiếu bảo đảm. Ông bằng lòng nhận việc này chứ? Nghĩa hỏi xong nín thở chờ đợi. Tôi bằng lòng. Hắn hất đầu về phía cửa. Cầu thang ở lối kia phải không? Phải, cứ lên trên đấy. Phòng đầu tiên, bên trái. Nghĩa bước theo kẻ làm mặt ra khỏi phòng khách. Hắn lặng lẽ leo lên các bậc thang. Nghĩa đợi hắn rẽ sang tay trái mới quay trở lại phòng khách. Nghĩa mở tủ buffet, lấy hộp xì gà, châm một điếu, ngồi ngả lưng vào thành ghế, nhà khói lên trần nhà. Vừa hút thuốc, Nghĩa vừa lắng nghe những tiếng động ở phía trên. Nhưng tất cả đều im lặng. Không một tiếng động, dù rất nhỏ. Im lặng đến nỗi Nghĩa có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Hút hết 1/3 điếu thuốc xì gà, Nghĩa mới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nghĩa đứng dậy tiến về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không có gì đẹp bằng một đêm trăng. Nghĩa nhìn vầng trăng tròn và nghĩ ngay đến khuôn mặt của Diễm Thúy. Nghĩa cười thầm. Mặt Thúy cũng tròn trịa chẳng khác gì mặt trăng. Điếu xì gà đã tàn hơn phân nửa. Sự khó chịu trong người Nghĩa mỗi lúc một tăng thêm. Sao lâu thế nhỉ? Nghĩa hỏi thầm. Nghĩa vứt điếu xì gà qua cửa sổ và tiến về phía cầu thang. Vừa leo các bậc thang, Nghĩa vừa nghĩ thầm. Có lẽ hỏng cả rồi chăng? Nghĩa dừng lại trước cửa phòng ngủ của Thúy lắng nghe. Bên trong có nhiều tiếng động nhẹ. Nghĩa mở cửa ra. Tuy không có đèn, nhưng ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ đủ để Nghĩa thấy hình dáng tên trộm đang đứng bên cạnh giường ngủ của Thúy, nhìn xuống người đàn bà nằm trên giường. Trên tay hắn vẫn cầm chiếc gối bông. Chuyện gì thế? Nghĩa hỏi qua hơi thở. Xong rồi. Tên trộm đáp lại. Nghĩa bước vào phía trong nhìn xuống xác chết cứng đờ của vợ. Nghĩa cúi xuống gần nàng, hỏi khẽ. Thúy. Như một luồng sét đánh nhanh và mạnh, Nghĩa bỗng thấy khuôn mặt giống mặt trăng của Thúy nứt ra thành trăm ngàn mảnh óng ánh.
Nghĩa vừa kịp thấy chân giường và tấm thảm trước khi mặt Nghĩa đập mạnh xuống nền nhà. Nghĩa cảm thấy hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình. Một mặt trăng khác trong sáng đang đi lần đến Nghĩa cho đến khi nó trở thành màu xám rồi tối lại như màu đen dày đặc dưới đáy đại dương như một đợt sóng lặng lẽ đang trùm qua người hắn. Người đàn bà trên giường vùng ngồi dậy. Lão chết chưa? Thưa bà, xong rồi ạ. Tên trộm đứng dậy phủi tay. Thật may mà tôi và bà bàn nhau chuyện này trước. Lặng lẽ, người đàn bà tiến về phía trước bàn kê ở góc phòng ngủ, mở ngăn kéo, lôi ra một cuốn ngân phiếu, ngồi xuống và bắt đầu viết. Mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp câu chuyện thứ hai, Chôn người sống. Hắn bước lên chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày như một kẻ không hồn. Trong mặt hắn thật thảm hại. Hai mắt lờ đờ, vành môi trễ xuống, mặt tái nhợt. Có lẽ đến 10 phút sau, hắn mới biết hắn đã đi nhầm xe. Mất toi 3 đồng bạc để được đi xa thêm một quãng nữa. Hắn buột miệng chửi thề lớn mấy tiếng. Hành khách trên xe nhìn hắn có vẻ khó chịu. Nhưng hắn đâu có để ý đến. Hắn nghĩ đến vợ hắn. Thật là một người đàn bà lạ lùng. Không bao giờ vợ hắn chịu hiểu hắn. Đã mấy hôm nay, hắn lang thang khắp nơi để tìm việc làm. Hắn cũng thừa hiểu rằng ở thời buổi này kiếm một việc làm cho đàng hoàng phải đâu là chuyện dễ. Những việc thường thường như đứng bán xăng, khuân vác mướn không thích hợp với hắn. Thà thất nghiệp, chứ hắn không thể làm được những việc như vậy. Cần phải kiên nhẫn đợi chờ cơ hội thuận tiện. Và hắn biết thế nào cơ hội ấy rồi cũng đến với hắn. Nhưng vợ hắn lại nghĩ khác. Hiện giờ hắn thất nghiệp, và bất cứ việc gì kiếm ra tiền đều tốt cả. Hắn hiểu thấu nỗi khổ tâm của vợ hắn. Tiền nhà mấy tháng nay chưa đóng, hồi sáng sớm này lại vừa bị nhà đèn cúp hơi vì không có tiền thanh toán. Tiền dành dụm để đi chợ cũng sắp hết. Nhưng một kẻ như hắn không thể nhận bất cứ một việc nào, cần phải kiên nhẫn. Chiếc xe buýt ngừng lại ở trạm cuối cùng. Hắn xuống xe, rẽ vào một con đường vắng vẻ tăm tối. Trong túi hắn chỉ còn mỗi một đồng bạc, hắn đành phải cuốc bộ về nhà vậy. Bỗng dưng, hắn để ý đến gã đàn ông đang đi phía trước. Nhìn bộ quần áo sang trọng của gã, hắn đâm ra ghen ghét. Gã đi với dáng điệu khoan thai, vóc người tầm thước, khoảng 60 tuổi. Nhưng trông dáng đi, ta có thể lầm tưởng được là một gã thanh niên đang thời kỳ sung sức. Tiền bạc có thể làm cho người ta trẻ lại, hắn nghĩ thầm. Con đường vắng vẻ và yên lặng quá, không một bóng người qua lại. Gã đàn ông sang trọng vẫn bước đều và hắn vẫn lẽo đẽo theo sau. Tiếng đế giày nện trên mặt đường nhựa vang lên khô khan, trống rỗng. Đến một ngã tư, gã đàn ông bỗng đứng dừng lại. Tò mò, hắn cũng đứng lại để xem gã làm gì. Hắn thấy gã nới cổ áo, ngửa mặt lên trời, mồm há hốc ra. Hắn tiến lên vài bước, vừa lúc gã đàn ông quay người lại. Nhìn thấy hắn, mồm gã mấp máy như cầu cứu. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì gã đã ngã nhào xuống vệ đường. Hắn vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Hắn biết gã đàn ông đang bị bệnh, hoặc giả đã chết rồi cũng nên. Nhưng hắn cũng không muốn dính dấp vào làm gì. Hắn còn nhiều chuyện phải lo đến. Hắn đưa mắt nhìn quanh, hy vọng sẽ có một người nào đi qua. Nhưng bốn bề vắng lặng, không một bóng người ngoài hắn và gã đàn ông đang nằm trên vệ đường. Hắn bước đến gần, cúi xuống, hỏi. Này, ông làm sao thế? Hắn nghe thấy tiếng hắn vang lên. Tất cả hoàn toàn im lặng. Thân hình cứng đơ và sự im lặng đã trả lời hắn. Hắn sờ vào cườm tay gã đàn ông bắt mạch và thấy mạch không nhảy. Hắn vội vã đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh con đường vắng vẻ. Người hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không biết phải làm gì. Bỗng, hắn nhớ đến việc lục ví xem căn cước của kẻ bất hạnh. Không hiểu ví đựng gì mà dày cộp lên thế. Hắn vừa nghĩ, vừa mở ví ra. Mắt hắn hoa lên vì những tấm giấy 500 đồng. Không đếm, nhưng ít nhất cũng phải 20 hay 30 tờ. Mặt hắn như dán chặt vào giấy bạc, tay hắn run lên. Hắn đã quên hẳn lão già khốn nạn đang nằm bên vệ đường,
đầu óc hắn chỉ nghĩ đến tiền nhà, tiền điện, tiền chợ và bao nhiêu thứ tiền khác nữa. Hắn nhìn xuống gã đàn ông đã chết. Số tiền này đối với gã không còn nghĩa lý gì nữa. Gã đâu còn cần nó. Hắn nghĩ vậy và đút vội chiếc ví vào túi quần. Vừa bước lùi, hắn vừa nhìn đăm đăm vào xác chết. Rồi bỗng nhiên, hắn cắm cổ chạy. Qua khỏi hai ngã tư, hắn dừng lại thở hổn hển. Còn độ 5 căn nhà nữa thì đến nhà hắn. Vợ hắn giờ này có lẽ đang giặt đồ. Lấy lại bình tĩnh, hắn rảo bước về nhà. Thế nào, anh có kiếm được việc làm không? Vợ hắn hỏi lúc hắn mở cửa bước vào. Hắn lắc đầu. Hôm nay xui quá. Đáp xong, hắn tiến về phía bàn rót một cốc nước lã, mang ra chiếc ghế bành ngồi uống. Thế nào nội, trong tuần này, anh cũng tìm được việc. Vợ hắn bước đến nhìn thẳng vào mặt hắn. Hôm nay anh xem cine ở rạp nào? Đừng nói vậy em, suốt ngày hôm nay anh đi tìm việc làm thật mà. Em không tin. Anh nói thật mà, nhờ đi tìm việc làm nên trưa hôm nay anh mới gặp chuyện may. Vợ hắn cắt ngang. Sao anh vừa bảo hôm nay xui lắm? À, anh định nói xui là tại kiếm không ra việc ấy mà. Thế chuyện may của anh là chuyện gì vậy? Anh gặp thằng bạn cũ hồi ở trong quân đội. Hắn vẫn còn nhớ số tiền đã mượn của anh. Đồ này làm ăn khá giả nên hắn trả lại anh. Vợ hắn hỏi một cách nghi ngờ. Anh không nói đùa chứ? Không, em muốn xem số tiền đấy không? Vừa nói hắn vừa rút sấp giấy bạc ra để lên trên mặt bàn. Mắt vợ hắn sáng lên. Trời ơi, bao nhiêu vậy anh? Em đếm đi. Vừa đếm vợ hắn vừa tính xem phải làm gì với số bạc ấy. 8.500. Vợ hắn reo lên. Đúng, đó là số tiền anh đã cho nó mượn. Hắn uống cạn cốc nước, trong mặt hắn có vẻ bằng lòng lắm. Thật là hạnh phúc, bây giờ em có thể trả tiền nhà cho lão Hải này, đóng tiền điện này, may áo dài cho em này, may áo sơ mi cho anh này. Này này này, em từ từ đã chứ, trước hết anh muốn một bữa ăn thật ngon đã, em nghĩ thế nào? Ồ, em sẽ chiều anh. Nói xong, vợ hắn quàng tay vào cổ hắn và tặng hắn một chiếc hôn thật kêu. Đợi vợ hắn xuống bếp làm đồ ăn, hắn trở vào phòng ngủ, rút chiếc ví của lão già khốn nạn ra xem. Trong hai ngăn bằng nhựa có đựng hai tấm danh thiếp. Một tấm đề Nguyễn Văn Bình, 202, đường X. Tấm danh thiếp thứ hai đã làm hắn ngạc nhiên hết sức vì những dòng chữ kỳ lạ. Hắn phải đọc đến 3 lần mới hiểu. Tôi không chết. Tôi mắc vài chứng bệnh đứng máu mà đôi khi có thể lầm là đã chết. Vậy nếu gặp tôi trong trường hợp như thế, xin báo ngay cho bác sĩ Hoàng Văn Kim, 441 Đại lộ N, điện thoại S999. Hắn buông chiếc ví xuống như vừa tìm thấy trong ấy, chứa đựng một số vi trùng ghê gớm. Hắn lặng người đi và cảm thấy người lạnh toát như muốn lên cơn sốt. Hắn nghĩ đến hình ảnh lão già khốn nạn nằm bên lề đường, đầu óc hắn lại hiện ra một hình ảnh khác ghê gớm hơn. Một cái huyệt, một chiếc quan tài, một kẻ đang xúc đất lấp huyệt lại. Hắn lắc đầu nhắm mắt lại như cố xua đuổi những hình ảnh khủng khiếp ấy. Đầu óc hắn quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ rối loạn. Hắn vùng đứng dậy và bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh hắn trong chiếc tủ gương. Mặt hắn nhợt nhạt hẳn đi. Nhặt vội chiếc ví của kẻ xấu số đút vào túi quần, hắn chạy ra khỏi phòng ngủ, tiến xuống phía nhà bếp. Vợ hắn đang vừa thổi cơm vừa huýt sáo như một đứa trẻ. Đưa anh 500 đồng. Anh bảo sao? Đưa anh 500 đồng và đừng hỏi gì hết. Vợ hắn ngạc nhiên. Em tưởng anh bảo cả hai đứa mình đừng đụng đến số tiền đấy cho đến khi đã trang trải xong nợ nần. Sao bây giờ? Hắn nói gần như hét lên. Khổ quá, anh bảo anh đang cần lắm, đừng cãi anh. Lặng lẽ, vợ hắn rút sấp giấy bạc ra, đưa cho hắn một tờ. Gấp tờ bạc cho vào túi áo rồi, có lẽ nhận thấy mình đã quá sỗ sàng. Hắn hôn phớt nhẹ lên má vợ hắn. Anh cần tiền lắm cưng à, anh sẽ nói cho cưng biết sau. Anh đi một lát sẽ về ngay. Nói xong hắn chạy vội xuống đường như muốn tránh cặp mắt soi mói của vợ hắn. Phải đến đầu đường, hắn mới gặp được một chiếc taxi. 5 phút sau, hắn bảo taxi ngừng ở đầu đường cách chỗ lão già đã ngã xuống. Trả tiền xong, hắn giả bước về phía ấy như một khách bộ hành đi dạo. Hắn đoán trước thế nào cũng có một sự thay đổi. Tuy nhiên, hắn vẫn ngạc nhiên vì sự quá im lặng. Xác lão già khốn nạn đã biến mất. Cách đấy độ 5 thước, một xe cảnh binh đậu sát lề đường, máy vẫn nổ. Hắn tiến về phía xe cảnh binh, không biết phải hỏi gì. Chào sếp. Viên cảnh sát ngồi trong xe ngước mắt nhìn hắn gật đầu chào lại.
Có chuyện gì đấy sếp? Một lão già đang đi ngã ra chết, vừa chờ lão đi xong. Ông biết gì về chuyện đấy không? Tôi á? Không, tôi vừa đi qua mà. Đáp xong, hắn vội vàng chào viên cảnh binh rồi đi thẳng. Thế là xong, hắn biết hắn không thể làm gì hơn được nữa. May ra ở sở cảnh sát sẽ có bác sĩ giỏi nhận được căn bệnh của lão già. Không chừng hiện giờ lão ta đang ngồi hút thuốc và đấu láo cũng nên. Hắn đến chiếc taxi khác. Về đến nhà, hắn đưa số tiền còn lại cho vợ hắn xong. Hắn thay đồ vào giường, vợ hắn không hỏi một tiếng nào. Không biết hắn đã thiếp đi bao lâu, nhưng lúc hắn giật mình tỉnh dậy, thì người hắn ướt đẫm vì mồ hôi. Hắn nghe tiếng vợ hắn hỏi. Sao thế anh? Sốt à? Bây giờ rồi em. Hắn hỏi lại. Em không rõ. Nói xong vợ hắn quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn ngủ. 7:30 rồi, dậy đi anh. Hắn lật người lại, úp mặt vào chiếc gối. Mệt quá, để anh ngủ thêm tí nữa. Anh không đi tìm sở làm sao? Có chứ, nhưng thong thả đã. Thong thả thì đến bao giờ mới có việc? Anh cũng thừa biết số tiền ấy không thể nuôi mình mãi được. Nghe nhắc đến số tiền, hắn vùng ngồi dậy, với tay lấy bao thuốc lá. Hắn châm một điếu, vừa hút, hắn vừa hồi tưởng đến câu chuyện hôm qua. Mình là một kẻ giết người. Hắn nghĩ thế. Hắn không gọi hắn là kẻ trộm, bởi vì theo hắn nghĩ thì tất cả mọi người trên thế gian này đều là kẻ trộm cả, bằng cách này hoặc bằng cách khác. Nhưng giết người lại là một chuyện khác. Ý nghĩ ấy làm ruột hắn thắt lại. Một hơi lạnh từ trong người hắn phát ra, làm hắn có cảm tưởng như những giọt mồ hôi trên trán và cổ của hắn sắp sửa đông đặc lại. Hắn cảm thấy sợ hãi, một sự sợ hãi không biết bắt nguồn từ đâu. Hắn đã để lão già khốn nạn chết. Để được gì chứ? 8.000 rời bạc. Khi hắn so sánh số tiền ấy với những giấc mộng của hắn, kiếm được bạc triệu, mở nhà máy, xí nghiệp, cơ xưởng, thì số tiền trà có nghĩa lý gì cả. Lẽ tất nhiên vào lúc này số tiền ấy có thể đỡ cho hắn một phần nào, nhưng hắn mua được gì? Một tháng tiền nhà, điện nước, 2-3 cái áo và những cơn ác mộng kéo dài suốt một đời hắn. Hắn đã nghe tiếng động dưới nhà bếp. Vợ hắn có lẽ đang pha cà phê. Hắn thay áo và lặng lẽ ra khỏi nhà. Cách đây 2 dãy phố có một máy điện thoại công cộng. Hắn bèn dùng để gọi về sở cảnh sát. Alo, sở cảnh sát. Lão già ngã chết trên lề đường X hôm qua. Ông vui lòng đợi một chút. Tiếng nói đầu dây bên kia cắt ngang. Xin lỗi, ông tên là gì? Tên tôi không quan trọng. Tôi muốn nói về lão già hôm qua. Lão chưa chết đâu. Lão chỉ bị một căn bệnh à? Này, ông định đùa chúng tôi đấy à? Tôi nói thật đấy, lão chỉ bị bệnh thôi. Cậu không nên chôn lão, ông nghe kỹ chứ, không nên chôn lão. Tại sao ông bạn không xuống đây kể lại cho chúng tôi nghe có phải hơn không? Hắn nhìn chiếc máy điện thoại. Hắn biết nhân viên cảnh binh bên đầu dây bên kia đang nghĩ gì về hắn. Ý nghĩa ấy làm hắn nổi khùng, hắn chửi thề mấy tiếng trước khi gác ống nghe lên máy. Hắn biết cảnh sát không bao giờ tin những cú điện thoại nặc danh. Biết làm sao bây giờ đây? Bỗng hắn nhớ ra. Ông bác sĩ mà lão già đã để tên trong tấm danh thiếp, ông ta tên là gì nhỉ? Hắn rút chiếc ví ra xem. Hoàng Văn Kim, điện thoại 999. Hắn nhấc máy điện thoại lên quay số 4. Lúc đầu dây bên kia trả lời, hắn liền xin số 999. Alo, văn phòng bác sĩ Kim. Vâng, văn phòng bác sĩ Kim đây ạ. Cô làm ơn cho tôi nói chuyện với bác sĩ. Xin lỗi, ông bác sĩ đi vắng rồi ạ. Ông đi đâu cô có biết không? Tôi có việc cần kíp lắm. Dạ, bác sĩ đã đi Đà Lạt nghỉ mát. Ông muốn nhắn điều gì không ạ? Thôi được rồi. Cô có biết gì về một bệnh nhân tên Nguyễn Văn Bình không? Thưa, tôi không được biết. Cô là nữ khán hộ phải không? Dạ phải, nhưng tôi vừa mới vào làm ạ. Hắn đặt máy xuống. Không còn cách nào khác. Hắn đành phải đến sở cảnh sát vậy. Nhưng biết nói thế nào cho họ tin hắn mà khỏi phải tiết lộ những việc hắn đã làm đêm qua. Dù sao hắn cũng phải làm thế nào để lão già khốn nạn khỏi bị chôn sống một cách oan uổng. Hắn rời khỏi nơi máy điện thoại công cộng, tiến về phía sở cảnh sát. Lúc hắn bước vào, viên cảnh binh ngồi ở bàn ngoài nhìn hắn như dò hỏi. Tôi là người đã gọi điện thoại vừa rồi về lão già ngã chết ở đường Y. Viên cảnh binh nheo mắt lại nhìn hắn. À, mời ông ngồi. Trung úy Binh sẽ nói chuyện với ông về vấn đề đó. Tôi đã kể lại tất cả cho trung úy nghe rồi. Một phút sau, một người đàn ông cao lớn từ trong phòng bước ra. Y mặc một bộ com lê dạ xám, trông như những tay thám tử trên màn bạc. Hắn được mời vào phòng trong, lặp lại những điều đã nói qua máy điện thoại. Đường Y hả? Trung úy Minh vừa hỏi vừa giở tập hồ sơ màu vàng ra xem.
dáng người khoảng 60 tuổi. Phải, chính lão. Ông không tin lão đã chết. Tôi biết ông ta chưa chết. Lúc trở đến thì lão đã chết cứng, mạch không nhảy, tim ngừng đập, không thở được. Bác sĩ ở đây khám nghiệm bảo lão chết vì đau tim và đã cấp giấy phép cho chôn. Sau một cái khoát tay, Trung úy Minh nói tiếp. Sự thật như vậy, ông không nên lo lắng. Theo tôi thì ông nên về nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn nắm mạnh tay xuống mặt bàn. Ông tưởng tôi điên hả? Ông tưởng tôi mắc bệnh thần kinh hả? Trung úy Minh cười. Tôi đâu có bảo như vậy. Nhưng mà ông nghĩ như vậy. Hắn chống tay xuống bàn, nhìn sát vào mặt Trung úy Minh. Ông không biết rằng ông đã lầm. Đợi bác sĩ của lão già trở về, ông sẽ rõ. Ông nói có vẻ quả quyết quá. Tại sao ông biết rõ thế? Bởi vì... Hắn nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Tôi trông thấy danh thiếp trong ví lão. Tấm danh thiếp đã cho tôi biết. Chúng tôi không tìm thấy tấm danh thiếp nào cả. Chắc có lẽ tôi đánh rơi đâu đây. Tôi sợ quá. Ông sợ cái gì mới được chứ? Ông định hỏi cung tôi đi à? Hắn nói gần như hét lên. Tôi không biết chức ví của lão ta hiện giờ đâu. Tôi chỉ biết là lão ta còn sống và công sửa soạn chôn lão. Ông có lấy chức ví của lão già không? Không. Ông chắc chứ? Trung úy Minh hỏi nhẹ nhàng. Được rồi. Hắn hét lên. Tôi có lấy. Tôi tưởng lão già đã chết. Tôi nghĩ chắc lão không cần đến số tiền ấy nữa. Ông nghe rõ chưa? Bây giờ ông hãy gọi bác sĩ khám cho lão đi. Trung úy Minh nhìn hắn suy nghĩ. Đoạn y nhấc máy điện thoại. Long phải không? Xác chết lão già đã đưa xuống nhà xác chưa? Hay còn ở trong phòng lạnh hả? Tốt. Trung úy Minh đặt máy điện thoại xuống nhìn hắn. Ông vui lòng cùng tôi xuống phòng lạnh chứ? Hắn theo y, qua khỏi dãy hành lang, đến một phòng ở phía cuối bên trái. Trung úy Minh mở cửa bước vào, tiến về phía chiếc bàn kê ở giữa. Trên bàn, một xác chết đặt nằm phủ tấm drap từ đầu đến chân, kéo tấm vải xuống. Trung úy Minh quay lại hỏi hắn. Ông nhận được người này chứ? Vâng, chính lão tên Nguyễn Văn Bình. Trung úy Minh lắc đầu. Ông lầm rồi. Chúng tôi biết rõ lão già này. Tên lão không phải là Nguyễn Văn Bình. Tên lão là Tư Sắc. Chúng tôi biết lão đã từ lâu. Ông biết lão? Phải. Đó là phận sự của chúng tôi. Lão ta là một tên móc túi chuyên nghiệp, có tiếng ở miền Tây. Cho đến bây giờ, lão chết vì bị đau tim. Nghĩ một lát, Trung úy Minh nói tiếp. Và bây giờ, xin mời ông lên văn phòng tôi. Chúng tôi còn nhiều chuyện phải hỏi ông. Phải hỏi ông? Hắn chua chát nghĩ thầm. Trong một thoáng, hắn nghĩ đến vợ hắn, đến đời sống cơ cực tăm tối, đến cái hoàn cảnh còn tối tăm hơn của nhà tù, đến những việc kỳ lạ đã xảy đến với cuộc đời buồn thảm của hắn như một giấc mơ. Đầu rũ xuống, hắn lặng lẽ đi theo viên cảnh sát trưởng lên bàn giấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết hai câu chuyện phóng tác của tác giả Lê Hoàng Hoa, tức đạo diễn Khôi Nguyên. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.